Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay là vlog thứ ba của tôi. Hôm nay là được ngày đẹp trời là con tự dưng bị ốm. Nên là đêm hôm là phải đưa cháu nó từ dưới Hải Phòng đi lên Hà Nội. Không biết là bị làm sao nhưng mà cách đây 2 hôm về trước là bị sốt. Xong rồi bị khan tiếng. Tôi đang nghi nó là đang có thể là do tai mũi họng nên là nó sinh ra cái vấn đề là bị sốt. Tiện đây chia sẻ một chút với cái kinh nghiệm của một ông bố mà mới có 2 đứa con. Với tôi nhận định ra này, thực sự thì tại vì con tôi thì gửi ở dưới Hải Phòng mà nên là đã từng có những lúc mà con cái nó trẻ con nó ốm vặt nó là chuyện bình thường, nhưng mấy câu chuyện của trẻ con ốm vặt ấy thì là nếu mà mình chủ quan ở một cái khía cạnh nào đó tưởng chừng nó đơn giản, nhưng để mà nó cái bệnh của cái bệnh nó đơn giản đấy mà để lâu nó lại thành phức tạp. Chẳng hạn như một cái ví dụ điển hình như trẻ con là tai mũi họng hay là sụt xịt mũi nó là chuyện bình thường, hoặc là chảy nước mũi nó là chuyện bình thường, nhưng nếu mà mình không xử lý triệt để sớm cái vấn đề đấy thì tự dưng cái bệnh ấy nó sẽ lặng. Chẳng hạn như là nếu con bạn bị sụt xịt mũi mà nó kéo dài theo một thời gian nhất định thì tự dưng là cái mũi cái nước mũi ấy nó sẽ chảy vào ngược lại cái tai của cái đứa trẻ con, nó sẽ sinh ra cái vấn đề là trẻ con nó lại thành bị một cái viêm tai giữa, mà cái trong tai mũi trong cái vấn đề về tai mũi họng thì là cái bệnh mà viêm tai giữa là khó chữa nhất. Tại vì khi các bạn muốn chữa được viêm tai giữa thì các bạn lại phải chữa cái ông họng với cái ông mũi đấy, hai cái ông ấy ok rồi thì mới đẩy được sang là tự khắc cái ông tai ông sẽ khỏi. Mình ngày xưa thì con cái gửi ở dưới ở quê ở dưới Hải Phòng, mỗi lần mà trẻ con bị ốm ấy thực ra là mình cũng không đánh giá cao về cái vấn đề về y tế ở một số tỉnh hoặc là một số phòng khám đâu, bởi vì có thể là những cái câu chuyện những cái bệnh nó tưởng chừng nó đơn giản nhưng mà ở đấy người ta không không bắt được ra bệnh. Tại vì muốn chữa bệnh thì phải bắt đúng bệnh, thì bắt đúng bệnh uống đúng thuốc cái là nó khỏi ngay, nhưng mà nếu mà có những người mà không bắt đúng bệnh đúng thuốc nhá, con nó dai dẳng mà tưởng chừng là chữa dưới đấy là rẻ nhưng mà hóa ra thì lại đắt. Vì sao tôi nói đắt? Nếu như tôi một bình thường mà cháu chỉ chớm ốm thôi, tôi cho con tôi lên nhi trung ương, tại vì nhà tôi ở Hà Nội mà đẻ gà dưới Hải Phòng, tôi cũng cho một phát lên nhi trung ương thì một lần khám đâu đó thì tại vì nhi thì nó là khám là 24 trên 24 luôn. Các bạn đến nhi thì là các bạn được khám 24 trên 24 kể cả các bạn đến 12 giờ đêm. Nhi người ta vẫn khám cho các bạn. Nó chỉ chênh nhau có khoảng là khám ngày là 250, khám đêm là 350 hay sao. Tôi cũng không nhớ chính xác tại vì mỗi một thời điểm giá lại khác nhau. Nhưng mà lên một cái mà kể cả các bạn đến muộn hay đến gì nhưng mà được cái tôi thấy rằng là đa phần là thứ nhất là tự cảm thấy nó rẻ hơn so với một số các cái khu vực ở dưới chỗ tỉnh. Tỉnh vào cái veo cái mất vài triệu không ra bệnh mà mang mệt vào người luôn. Trên này chỉ cần khám 250 một lần khám. Ra ngoài nhiều khi nó kê thuốc cho cũng chỉ khoảng mất khoảng 500 một triệu. Tùy từng bệnh mình nào nặng thì tôi không nói nhé, những bệnh đơn giản thì 500 một triệu mà trên này người ta cũng không kê như kiểu kháng sinh kháng siếc giống như 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 ở dưới mình đâu. Mình cứ chớm cái hay như nào đó là cứ cho kháng sinh vào, đồng nghĩa việc nếu mà con bạn mà cứ uống kháng sinh nhiều ấy thì đồng nghĩa việc là cái đường ruột của nó cũng đã kém đi, cộng với cái hệ tiêu hóa của nó đã cộng với cái hệ miễn dịch của nó ấy, nó cũng 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 bị kém đi so với những đứa trẻ khác. Ở các nước phương Tây ấy thì mình nhận thấy là người ta cái tỷ lệ người ta cho con cái người ta uống kháng sinh nó ít, không không đại trà như ở Việt Nam. Việt Nam mình là cứ thích là cho kháng sinh vào người nên là nhiều khi trẻ con ấy,
nó có thể là mất cái hệ miễn dịch. Các bạn cứ để ý con cái của các bạn, nếu mà uống kháng sinh dài một thời gian chắc chắn một điều đường ruột của nó rất là nhạy cảm luôn, rất hay bị đi ngoài, rất hay thế lọ thế kia liên quan đến vấn đề đường ruột. Nên là cá nhân mình là nếu mà chớm nhà các bạn mà có kinh tế, có cái xe ô tô chạy, con chỉ có biểu hiện các bạn phóng thẳng lên Hà Nội nếu các bạn ở tỉnh, không không có cái gì gọi là nếu mà nó bệnh mà nó đã nguy hiểm ấy thì thực ra ông dưới tỉnh không bao giờ xử lý được. Đã bệnh nguy hiểm rồi thì phải lên trung ương thì mới có phương án. Còn bệnh mà đơn giản ấy thì lên trên này khám cái, nó cho thuốc cái là các bạn về uống nó đúng bệnh, bắt đúng bệnh đúng thuốc cái là con về uống cái là ra vấn đề ngay. Còn ở dưới đấy nhá, tôi ngày xưa đi một số phòng khám uống NL thuốc, cuối cùng tra đâu ở đâu con mình vẫn dẹo dạo ấy, giống uống thuốc vào người nó có phải tốt đâu, lạ thuốc hàng ngày nó có phải tốt đâu. Có những cái chỗ mà nó kê kháng sinh khai sai, uống nhiều uống cái nỗi mà môi nó khô 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 rích lại, kháng sinh nó uống háo nước mà chả kết quả gì. Nên là với kinh nghiệm của tôi, đấy là cá nhân tôi có một cái lời khuyên với những cái ông bố, những đôi vợ chồng trẻ con cái mà bệnh có bị một bị vấn đề nào đó, các bạn nên có một cái nhìn tổng thể để có thể là đưa con lên nếu mà mình có điều kiện. Còn chữa ở dưới chỗ mình, chữa ở dưới tỉnh thì nhiều khi nó cũng chỉ là một cái biện pháp tạm thời thôi. Chính ra đấy, cứ mình cứ luẩn quẩn ở cái dưới đấy ấy, vừa tốn tiền là cái thứ nhất, cái thứ hai là mất thời gian, cái thứ ba là có thể là bệnh nó đơn giản nhưng mà tự dưng lại thành nguy hiểm nếu mà để ở dưới đấy lâu. Trẻ con thì nhiều khi nó có mấy hơi hơi thở đâu, nhiều đứa nó chỉ cần một vài cái, nó sức trẻ con dân 1 2 tháng 5 tuổi đầu nó yếu, không có mấy hơi đâu, mình mà không xử lý được kịp những cái vấn đề đó thì nó biến chứng sau này là một hoặc là nguy hiểm đến tính mạng. Thì có một thì các bạn phải 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 để ý cái vấn đề đó. Như mình kể cả trên Hà Nội đưa ra một số các phòng khám ngày xưa con mình bị gì nhỉ, à bị chân tay miệng, ra cái ông phòng khám thì ông lại bảo là con bị tai mũi họng rồi đi cho xông mũi với xông họng. Đéo hiểu, con rõ ràng chân tay miệng mồm mọc lốm đa lốm đốm rồi, xong sốt rồi, ông bảo thế từ bây giờ hàng ngày cứ phải cầm ra đây để xông mũi, tối về nó vẫn sốt. Mình sốt ruột mình cho lên thằng Nhi, Nhi đâu ở chân tay miệng, chân tay miệng nó không mọc ngoài, nó đang mọc ở trong họng. Ông bác sĩ tư kia ông ấy soi, ông bảo ơi trong họng mà mọc hạt mọc mọc loại kia, cái này viêm họng nặng rồi. Đấy cũng là cái câu chuyện, nó là chỉ đơn giản là chân tay miệng, gặp bác sĩ gọi là bác sĩ XNL gì đó mà chả có không biết là học hành từ đâu ra, chốt câu mà viêm họng nặng rồi cháu ạ, họng là có mọc có hạt rồi. Mình ông ấy cho soi cho mình nhìn thấy cũng cũng thấy đúng, họng có hạt nhưng mình có biết rằng là cái chân tay miệng đâu. Ông bảo thế thì hàng ngày cứ phải ra đây để xông cho nó rồi thì mình cũng mua mất 2 triệu tiền thuốc, ông kê cho một loạt NL thuốc rời thuốc bẻ gì đó mất khoảng 2 triệu cộng với khám cái khoảng 3 4 triệu đấy, không ra vấn đề. Mình nói đơn giản như đấy, đấy đấy là phòng khám Hà Nội nhưng nhiều khi nó cũng có tí cao cấp ấy, huống chi là những cái phòng khám ở dưới tỉnh của các bạn đúng không. Nên là không liên quan liêu, mình cứ lên Nhi Trung ương một phát rất là rẻ. Nhi Trung ương các bạn khám bằng ngày 250 ra bệnh luôn, nguy hiểm thì cho nhập viện, còn không nguy hiểm kê thuốc về. Bệnh nó đơn giản thì giỏi lắm 1 triệu bạc tiền thuốc cộng với phí xe đi đường bạn 500, tổng là 2 triệu ra vấn đề. Còn hơn dưới kia cứ đi 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 lại taxi chắc phèo thì cũng quá tội mà chả ra đâu vào đâu. Lên Nhi, Nhi nó khám cũng thấy là nhanh
như tôi lên là thấy nhanh. Nếu mà các bạn muốn thì buổi tối này bình thường này, theo cá nhân tôi nghĩ ấy, thì cái buổi tối thì bình thường thì sẽ không có bác sĩ giỏi, tôi đoán là vậy. Bình thường bác sĩ giỏi hay là bác sĩ học vấn hoặc là cấp bậc cao thì người ta chỉ làm buổi sáng thôi, buổi tối này thì là bác sĩ trực trực. Nhưng mà trẻ con bây giờ nó dựa vào xét nghiệm, con cái mình ra đi khám đi kiếc mọi cái đóng xét nghiệm linh ta anh tinh thì nó cũng ra được bệnh, nó dựa vào xét nghiệm suốt ngày. Trẻ con này động tí tầm 1-2 tháng nó lại hết bệnh nọ bệnh kia. Con mình thì vừa rồi mới bị đường ruột à, không hấp thụ được thuốc à, không hấp thụ được sữa đấy. Đấy cũng là hệ lụy của cái vấn đề về uống kháng sinh nhiều ấy. Uống kháng sinh nhiều đồng nghĩa về cái đường ruột của trẻ con nó kém thì nó vậy. Ở bên nước ngoài thực ra là người ta có cho uống kháng sinh đâu, Việt Nam mình chớm bệnh cái là lích kháng sinh vào, đồng nghĩa về có sáng kháng sinh nó cũng có cái thuận lợi cũng có cái hại. Là nó lợi của nó triệt được bệnh nhanh, hại của nó là nó diệt cả lợi khuẩn với cả hại khuẩn luôn. Đấy là cái giả của kháng sinh, nó mất cái hệ miễn dịch của bọn trẻ con. Con nó không có hệ miễn 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 dịch tốt thì đồng nghĩa việc là nó dễ bị dính vào một số những cái bệnh đơn 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 giản như kiểu đường ruột hay là trái gió trở trời ABC nào đó. Vất vả, nói chung là vất vả. Về nhà tôi thì lại có hai đứa cách nhau qua chưa đầy 1 năm, hai đứa chưa cách nhau chưa đầy 1 năm thì cứ đứa chị ốm thì đứa em ốm theo, hoặc là đứa em ốm trước thì đứa chị ốm sau. Loanh quanh có khi đi khám thì cả hai chị em đi khám nhưng mà uống thì lại cùng chung một loại thuốc. Đấy, Hà Nội bây giờ đang là 8 giờ vẫn tắc đường. Tắc này chắc phải tắc mất hơn chục phút. Ok, hôm nay chia sẻ với mọi người tí thế thôi. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video tiếp theo.